Gặp sự lãnh đạo của cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Máy Bay Bến Tre. Chào anh Nam Kỳ và Mai của em Nhi, sau đó cũng chờ để tôi giao lưu với cô chú anh chị gần xa một trong máy giống tín dụng của em Nhi của kính chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái này cho các mình phải để phải mình ủng hộ cho của em Nhi ha. Hôm nay thì dụng của em Nhi còn mấy cục tay em Nhi thanh lý sạch này luôn cô chú anh chị ha. Thì em Nhi còn một số cây siêu bông Sài Gòn nè, siêu bông Sài Gòn nè, cục thọ luôn nha cô chú anh chị, cục tiếp, bi, lại cục phong nhị và cục đông. Em Nhi sẵn hàng luôn, 180.000 cây, đồng giá hết tổng cộng 180.000 cây. Thì em Nhi sẽ để cho cô chú anh chị mình giá là 450.000, em Nhi bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nhé. Thì mong cô chú anh chị xem được cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vụ của em Nhi nha. Rồi cái lô này không có nhiều đâu cô chú anh chị, mua mình đánh thủ hoặc cô chú anh chị nào mình muốn mua về mình bán lại á thì cứ alo cho em Nhi nhé, giá sỉ từ 10 cây sẽ có giá tốt cho cô chú anh chị mình nha. Đó, đó. Gặp mình giờ gặp luôn em Nhi nhé, em Nhi chào giới thiệu cho luôn nha, chào em Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh xin cho cô chú anh chị mình lô mai của anh tiếp tục nha. Cô cái đầu tiên mã số 1H là một cây giảo siêu ong Sài Gòn nha. Đế bí nha. Quanh 10. Rồi, đế bí 3 muối nha cô chú anh chị. Quanh được 8. Cao 45, tháng em 49. Cái này thì em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 200.000 nha. 200.000 bao phí ha. Cô chú anh chị mua một cây là nha. Là một cây cúc công nghệ Hoàng Quyết Long nha. Giờ còn có một cây nữa à cô chú anh chị, cây Hoàng Quyết Long cũng còn có cây, siêu bông cũng còn có một cây đó. Hoành được 8, cao 39, tán ngang được 60. Cái này em để cô chú anh chị mình giá là 180 nha. Ba H một cây cúc họ Hương cô chú anh chị. Quanh được 7, cao 64, tán ngang 47. Cái này em cũng giao lưu của chú anh chị 180.000 nha. Rồi, để cái mã số 4H cũng là cây cúc họ Hương luôn cô chú anh chị. Cái này đế đẹp nha. Quanh được 8, cao 47, tán ngang được 63. Cái này em cũng để cô chú anh chị 108 thôi nha. Rồi, cây luôn nha. Rồi, cái mặt số 4 nha. 4H cũng là cây cúc, ủa cây 5H cho cô chú anh chị, 5H là cây cúc họ Hương luôn nha. Dạ. Cái này cũng là củ bí nha. Hoành được 7. Củ bí 3 muối nè. Cao 52, tán ngang được 56. Rồi, cái cây tàn tròn này để cô chú anh chị mình giá là 180 luôn nha. 6H một cây cúc phíp luôn nha cô chú anh chị. Cúc phíp đế đẹp ha, hoành 9, cao 57, tới ngang 63. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cũng 180 thôi. Rồi, cái mã số 7H thôi. 8H 7H hả cô chú anh chị. Rồi, mã số 7H họ Hương nữa ha. Họ Hương hoành được 9, cao 45, tán ngang 58. Cái này em để cô chú anh chị mình cũng 180 thôi nha. Cái mã số 8H cũng là cây cúc họ Hương luôn cả nhà ơi. Hoành được 7, cao 44, tán ngang được 61. Cái này em giao lưu cô chú anh chị cũng 180 nha. Rồi, cái mã số 9H. 9H cũng là cây cúc họ Hương luôn cả nhà. Cổ bé bí, hoành 8, cao 50, tán ngang 53. Cái này em cũng để cô chú anh chị 180 luôn nha. 10H cũng là cây cúc họ Hương luôn cô chú anh chị ơi. Cái này hoành to nha. Ba cây là 450 nha, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Này là em xả hết mất luôn rồi đó. Hoành được 9, cao 39, tán ngang 57.
Rồi cái này em để cô chú anh chị mình giá 180 luôn, cũng là cây clip em nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha cô chú anh chị. Rồi.